Xong sau đó mình mới xem tới bàn tay động thổ. Mình xem số 4 nó ở đâu. Bàn tay động thổ Tuất. Rồi suy ra động thổ ở Tuất. Động thổ ở hướng Tuất. Động thổ ở hướng Tuất. Tuất. Mà Tuất này là Tuất trừ hay cộng? Trừ. Hướng Tuất. Rồi Tuất trừ. Rồi thì bây giờ mình mở ra cái này. Cũng cần. Đây. Tuất càn hợi. Được chưa? Vậy thì 15 độ Tuất càn hợi, anh ghi ra đi. Tuất càn hợi. Tuất càn hợi. Rồi trừ cộng cộng. Rồi gạch đây nè, cộng thổ ở đây 15 độ. Động thổ Tây Bắc. Rồi ghi ra Tây Bắc 15 độ. Tây Bắc. Rồi, quanh ở đây 15 độ. Là anh sẽ biết là động thổ hướng Tuất 15 độ. Rồi, hiểu chưa?